Chào bạn, trong ngày hôm nay thì Trần xin trình bày đó là cái so sánh cái cấu hình kỹ thuật của Vbet Rai Running và cái Vbet Invendot. Cái hãng Vbet Metzler này là xuất phát từ Mỹ, một cái là xuất phát từ từ Đức. Đối với loại thiết kế ergonomic thì với thiết kế ergonomic bạn có thể thao tác với Pivot Running cả ngày mà vẫn thoải mái. Lực nhấn đầu tiếp là 0,6 kg lực. Hệ thống đệm trong Pivot đó là XLS cung cấp cái điểm troche của Pivot trơn tru, chính xác và đòi hỏi ít lực hơn bao giờ hết. Hoàn hảo cho các ứng dụng trộn mẫu cũng như cái yêu cầu điều khiển tinh tế. Công nghệ đầu đầu tiếp LTS đảm bảo khớp nhau tuyệt đối giữa Pivot và đầu đầu tiếp, không bị rò rỉ hay là hút sai thể tích do tiếp không không khớp với Pivot. Còn đối với cái loại Pivot này, Pivot Expandos thì cái loại Pivot này là cái thiết kế của nó là kiểu dáng thì và cái vị trí nút nhấn được thiết kế tối ưu, hoàn toàn tạo cảm giác là chắc chắn và thoải mái trong khi chúng ta thao tác. Vấn đề điều chỉnh volume thì đối với cái loại mà Expander thì điều chỉnh volume thì có thể dễ dàng bằng các thao tác đơn giản. Đấy. Còn cái loại Pivot mà ergonomic này thì việc mà chúng ta điều chỉnh volume ấy, chúng ta có thể thiết kế cái khóa snare drop trên cái Pivot này. Đấy, chúng ngăn chặn cái thể tích tình cờ trôi dạt nhưng lại dễ dàng điều chỉnh ngay cả khi chúng ta đeo đeo găng tay. Về chất liệu thì đối với cái loại ergonomic thì nó cái Renning này được giới thiệu là một cái bộ thải đầu tiếp được làm từ một loại polymer mật độ cao, chống sự ăn mòn, có thể hấp thụ tiết trùng và có khả năng chống xâm hại về hóa học và vật lý. Các đầu thải có thể trượt nhả một lần, dễ dàng vận động để làm sạch. Còn về chất liệu của cái ergonomic này, cái chất liệu của cái Embedded này thì chất liệu của nó là bê tông được làm từ phô tông đặc biệt siêu nhẹ cùng với cấu trúc cân đối, có thể làm giảm căng thẳng cho ngón tay cánh tay làm việc nhiều với pivot. Đấy. Thẻ chip thì cái này là nó không có, nhưng mà đối với cái loại mà ergonomic này đấy, thì nó lại có thẻ chip Bitpivet Running XLS là pivet đầu tiên trên thế giới được trang bị cái thẻ RFID. Với chip này có thể lưu trữ các thông tin hiệu chuẩn và bảo trì, người sử dụng có thể biết được pivet có thể đạt chuẩn, có thể sử dụng hay không, và sắp tới hạn thì cần phải hiệu chỉnh hay bảo trì, hỗ trợ tối đa cho cái công tác kiểm tra định kỳ, bảo trì hay là hiệu chỉnh pivot. Ngoài ra nó còn có thể là hấp tiệt trùng nữa. Đấy. Đối với pivot XLS thì được thiết kế dễ dàng để hấp tiệt trùng toàn bộ hay là bao gồm phần CN, bít tông hay là O-ring, phần thân và phần thải đầu tiếp một cách dễ dàng bằng cách tháo lắp để hấp hấp tiệt trùng, không làm ảnh hưởng đến kết quả thí nghiệm. Đối với cái loại mà pivot embedded thì nó cũng tương tự như thế. Đấy. Độ chính xác thì với độ chính xác cao bằng hoặc là bằng hơn so với các thương hiệu pivot khác. Đối với cái loại ergonomic này nhá. Đấy. Pivot có thể cung cấp dữ liệu mà bạn tin tưởng. Đối với loại ergonomic thì với 11 mẫu lựa chọn, Vbet có thể cung cấp các phạm vi thể tích từ 0,1 cho đến 20 20 ml
đối với cái giải thể tích của cái Eppendorf thì nó cũng nó hẹp hơn, tức là nó không nằm trong khoảng từ hai 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 ô lít cho đến 20 ml, mà nó nằm trong khoảng từ 0,1 ml đến 10 ml. Chúng ta tiếp theo chúng ta so sánh hai cái hãng của Mester Toledo và cái Eppendorf, thì xuất xứ nó một cái là của Mỹ, còn một cái là của Đức. Đặc tính của cái loại dòng micro bivet XLS này thì là vận hành thì nó đơn giản, linh hoạt và nó an toàn. Đối với các loại E4 XLS được cấu hình một cách đơn giản và phức tạp tùy theo cái yêu cầu công việc, màn hình màu lớn, phím điều khiển và phím đồ họa cho việc di chuyển và dễ dàng, chức năng của nó thoải mái và rất là trực quan, vận hành đơn giản và chỉ qua 3 bước thôi. Còn cái Embedded này nó cũng tương tự như thế, vận hành theo cơ chế đơn giản, nút nhấn Rocket Up có thể hút dung dịch, nút nhấn Rocket Down thì có thể nhả dung dịch. Khi nhấn nút thả tiếp thì piston tông tự động trở về vị trí ban đầu. Độ chính xác thì tất cả các chuyển động của piston tông được kiểm soát bởi cái vi xử lý bo mạch. Và trong cái sự di chuyển của piston tông thì với những cái khoảng cách nhất định, với những cái tốc độ quy định bất kể người dùng. Các động cơ tiên tiến có khoảng là 4.000 bước rời rạc và cung cấp các phép đo chất lỏng chính xác cao vào cuối mỗi chu kỳ bivet. Các XLS E4 này có thể tái hiệu chuẩn bản thân bằng cách là cài đặt lại cái điểm zero. Thì đối với cái loại Eppendorf này nó cũng tương tự như thế. Về đa chức năng thì các chức năng hiệu chỉnh bao gồm là bivet cơ bản, xả lỏng, trộn, các chế độ nâng cao, cài đặt tương tự cài đặt thể tích liên tục cho các protocol phức tạp, chuẩn độ và pha loãng đi bét ngược. Cái Eppendorf này nó cũng tương tự. Kiểm soát tốc độ thì thao tác khúc xạ trộn một cách độc lập. Khi mà bi bét, các dung dịch có thể đặc hiệu như là nhớt, ngoài ra chế độ bao vào xả tự động và cài đặt giúp cái quy trình bi bét cách chính xác cao. Tiếp theo là cài đặt password, thì các cài đặt bivet, protocol và cảnh báo dịch vụ được hiệu chỉnh và được kiểm tra, có thể cài đặt mật khẩu bảo vệ phù hợp với cái chế độ bảo mật GL, GLB, GMB. Đối với loại hãng Fbender thì cài đặt password nó cũng tương đương như thế. Các cài đặt bivet, protocol và cảnh báo dịch vụ nó cũng tương tự. Lưu riêng cái XLS E4 này thì nó có nhiều tính năng hơn, nó lưu protocol của bạn lại. Đấy. Nó lưu trữ được nhiều protocol tùy chỉnh trong cái bộ nhớ onboard, đồng thời nó rà soát chọn cái protocol của bạn với một chuyển động đơn giản của các phím điều khiển mà không cần phải nhập lại các protocol ưa thích. Cái Eppendorf này nó cũng tương tự. Ngoài ra thì cái XLS E4 này nó có khả năng tùy biến cao. Chế độ E4 Admin Mode thì cho phép bạn quản lý cấu hình bivet với bất kỳ cách nào mà bạn muốn, để thuận tiện an ninh và loại bỏ cái chế độ không mong muốn trong cái khóa cài đặt. Tạo hồ sơ thiết lập cá nhân để reset bivet của bạn đến một cái cấu hình ưa thích. Đấy. Ngoài ra nó còn thanh lọc phần tử từ protein đến oligonucleic đến nhiễm chất thể pipette E4 XLS và cái đầu tiếp running này kết hợp xử lý nhanh chóng và nhẹ nhàng, tuổi thọ pin thì nó cao. Đấy.
Sạc pin thì bạn Rebit Changer Stand có thể sạc cùng lúc 30W trong 1 giờ đồng hồ thoải mái, có thể thiết kế để giảm mệt mỏi, có thể sử dụng bằng cả hai tay. Đấy. Đầu đọc FID thì giúp quản lý các dữ liệu pipette và kết nối bằng phần mềm là LabX, có thể hấp tiệt trùng nữa. Đấy. Thì như thế chúng ta vừa so sánh sơ qua cái cấu tạo của những cái dòng pipette này, và thông qua cái việc cấu tạo dòng pipette này thì khách hàng có thể liên hệ để chúng ta chọn được một cái pipette mà nó phù hợp với cái chức năng cũng như là cái yêu cầu của công việc. Hẹn gặp lại bạn ở cái buổi chia sẻ tiếp theo.